mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một tay cầm và nút dùng để chơi game trên là Android TV Box. Đây, giờ mình sẽ cho mọi người xem. Nó là như vậy. Tên của nó là Cytec 7002. Và giá của nó là 280.000. Nó gồm sách và giấy hướng dẫn, và một cái cọng cáp để sạc pin. Bấm đó mình thấy nó cũng nhạy đó, cũng được thôi à. Nút này hơi cứng nè, còn cái nút tròn mình thì bấm đàn hồi tốt. Cái này nó có thiết kế hơi khác những cái tay cầm khác. Hai cái nút mà nằm ở đây, nút mà R2. À quên, cái này cũng có thể dùng để chơi game cho những cái điện thoại nữa nha. Đó, mình kéo ra, mình nhét điện thoại vô, nó sẽ đè xuống là nó giữ điện thoại lại. Nhưng mà mình chủ yếu là chơi game trên Android TV Box, tại vì cái đó nó chỉ dùng chuột, mà dùng chuột rất là khó để chơi game. Nối được với hệ thống Android với iOS luôn, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó. Cái này sợi cáp mình gắn vào đây thì dùng để sạc pin nè, sạc pin cho nó. Đây mình sạc chừng 15 phút thì nó sẽ đầy và chơi được cả 10 tiếng. Trên cái Android TV Box của mình, bạn phải nhớ là cái loại đó phải có kết nối được Bluetooth nhé. Chứ nếu không có kết nối Bluetooth thì mình sẽ không thể chơi được với cái tay cầm này. Bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn xem. Đây mình chỉ test trên cái máy tính bảng thôi nha. Trước khi mình bật máy, mình sẽ nhấn nút Home. Mình nhấn những khi nào mà cái đèn nó chớp chớp liên tục thôi. Đó, mình nhận ra được là tín hiệu như vậy là nó đang chờ để kết nối. Là Bluetooth. Đây nó có hai công tắc, chữ G là mình dùng để xài cho những thiết bị hệ thống Android, chữ Y là xài cho iOS, thì cái đó lát mình sẽ chỉ sau, mình chỉ cho Android.
trước. Thì kết nối được cái đèn số 1 và số 4 sẽ sáng như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vô một cái số game để mình chơi thử cho các bạn xem nhé. Có những cái số game với những game vô thôi, không cần chỉnh gì hết, chỉ kết nối vô là thì mình sẽ phải cài đặt một cái phần mềm gọi là gán phím, gán cái nút để mình có thể chơi. Và trước tiên nếu mà mình muốn cài được cái phần mềm đó, mình phải vô gõ trình duyệt lên, và mình gõ chữ app toy d, và nó sẽ hiện ra cái trang web của nó. Mình click vô, và sau đó mình chọn cài đặt hoàn toàn miễn phí, click vô cài đặt, rồi chọn OK để tải về. Đầu đau lát ở đây nó có hướng dẫn cho mình cách cài đặt nè. Đối với những máy mà lần đầu tiên mà cài đặt chương trình thì mình phải vô setting và mình bật initial lên là cài đặt những ứng dụng mà chưa biết, cho phép cài đặt những ứng dụng mà không biết, không xác định hết.
sạch.
trong cái game, gán lúc chơi vui thôi, chứ nếu mà chơi mà để leo răng hay này nọ khó mà chơi được, hiệu quả không cao. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chơi thích những cái game giả lập hồi xưa, tất cả các bạn ấy luôn nha. Nếu muốn chơi được thì các bạn phải download bạn cũng vô app thôi nha.
mấy cái game này nó đều có sale lưu lại, mình đang chơi giữa chừng mà muốn dừng nó đều sale lưu lại hết nha. Đây là những game mà mình đã sale lại. Những game mà ví dụ mình đau xong rồi thì mình muốn xem lại những game mình đã đau, mình muốn chơi thì mình nhích vô chữ play rồi nè. Đó, nó sẽ hiển thị những game mà mình đã đau về rồi. Rồi, vậy thôi, tới đây là xong rồi. Bây giờ mình muốn tắt.